hôm qua là chúng ta đã đi hết cái bài kinh số 6, đi hết bài kinh, tức là đã trở lại chuyện cũ một chút. Trở lại chuyện cũ một chút đó là chúng ta học bài kinh đại hội. Thì trong bài kinh đại hội đó, nó mới dẫn ra một cái duyên sự để mình học 6 cái bài kinh bên tiểu bộ. Xong xuôi rồi thì bữa nay chúng ta mới quay về với tương ngôn bộ. Nó có một cái tâm trạng rất là lạ, đó là tôi có một chút tiếc nuối, chúng tôi có một chút tiếc nuối khi mà rời khỏi cái phần kinh tập. Tiếc nuối là sao? Là bởi vì cái nội dung ở bên bên kia có vẻ là nhiều vấn đề hơn. Cái bên cái phần kinh tập đó, nội dung nó nhiều vấn đề để mình nói với nhau hơn. Còn bây giờ nó là trở lại đây thì hôm trước chúng tôi có nói rồi, thì kinh nào cũng là kinh thôi, nhưng mà nếu mà mình cứ theo cái thứ lớp mà giảng thì có nhiều khi chúng ta phải chấp nhận có rất là nhiều bài mà nội dung không như ý. Còn riêng về cái phần kinh tập đó, phải nói là một loạt toàn là những cái bài kinh mà tôi cho là rất là tâm đắc. Và có một điều thú vị nữa, đó là cái kinh tập là một trong số những cái bộ phận kinh tạng được xem là nguyên thủy bậc nhất. Nguyên thủy thì có nghĩa là được xem là gần gũi với Đức Phật nhất. Còn những cái phần khác ở trong 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 kinh tạng, chẳng hạn như là Lục Tạng này, rồi ngay cả A Tỳ Đàm Tạng, hoặc là mấy cái bộ sách mà tôi giới thiệu, thì có một số học giả họ nghi ngờ cái sự tính của mấy cái bộ kinh đó. Nhưng riêng về cái kinh tập đó, nó là một trong những cái bộ phận mà được xem là nguyên thủy nhất, tối thiểu cũng là cận nguyên thủy nhất. Và bây giờ thì nó kể cái chỗ là chúng ta không thể nào nhảy tới giao lưu được, thì buổi đầu là mình đã có một cái chọn lựa là học tương bộ đó. Thì thôi thì bữa nay mình vẫn trở lại với kinh tương bộ. Rồi cái kinh này đó, cái kinh bữa nay mình học đó là cái kinh Mảnh Đá Vụn. Có cái duyên sự là ông Đề Bà Đạt Đa, ông là em của bà Yayudala. Nói theo ở ngoài thế gian đó, thì ông là trước khi xuất gia, ông là em vợ của Thái tử Tất Đạt. Rồi sau khi Thái tử Tất Đạt đi xuất gia trở thành một vị Phật, thì lúc đó cái dòng tộc Thích Ca đi xuất gia rất là đông, đông ghê lắm. Trong cái quan hệ huyết thống thì bà Yayudala đó là chị gái của ông Đề Bà Đạt Đa, chị ruột đó. Và cũng là em họ trong cái quan hệ cô cậu với Thái tử Tất Đạt, có nghĩa là bà con lấy nhau theo cái tập tục của dòng họ Thích, không lấy người ngoài, bởi vì họ sợ nó loãng đi cái dòng việc ấy. Rồi khi mà một là ông có cái Bồ Tát nhiều đời đó, nên khi mà ngài thành Phật rồi đó, thì ông Đề Bà Đạt Đa tiếp tục cứ có một cơ hội nào đó là ông tiếp tục nhìn ngài bằng một cái lòng oán hận vô cớ. Thì có nghĩa là ngài là một vị Phật, ngài đâu có làm cái gì, nói cái gì để cho ông phải phiền, nhưng tự nhiên ông có cái lòng ông mong thế chỗ ngài, tức là ông muốn là thiên hạ đến với Phật pháp, thì xem ông cũng giống như là nhìn Đức Phật vậy đó, ông muốn ngồi vào cái vị trí đó. Mà thật ra chính cái phần ngài xác nhận rằng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lãnh đạo tăng chúng, và tăng chúng ở dưới cái quyền lãnh đạo của ta. Các vị đọc kỹ trong kinh các vị sẽ thấy cái gì đó. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình lãnh đạo tăng chúng, và tăng chúng đang nằm ở dưới cái quyền lãnh đạo của ta. Vì sao? Là vì các vị tưởng tượng dùm đi, ngày xưa tất cả những cái gọi là ngôi chùa đó, nó không phải là cái tài sản, không được xem là cái tài sản của một cá nhân mà hết. Và
cái đời sống của tất cả những cái vị xuất gia thời xưa là hoàn toàn 100% là dựa vào cái hạnh khất thực. Có nghĩa là dầu là Đức Phật hay là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, tất cả đều phải ôm bát để khất thực. Mà đã ôm bát đó thì coi như là bữa đói bữa no, và người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó. Và tôi cũng xin nói thiệt là nói thiệt lòng đó, là như tôi bây giờ đó, cái xuất thân của tôi rất là tầm thường, và hiện giờ tôi cũng không phải là trụ trì hay là phương trưởng thiền sư giảng sư không có gì hết. Nhưng mà nói thiệt đó là tôi bây giờ tôi ăn đồ ăn khất thực nó rất là khó. Nó có nhiều lý do lắm. Một phần đó là mình gớm, mình không biết là cái đồ người ta để cho mình đó, nó có vệ sinh hay không. Có nhiều khi người ta thấy đi ngang thì người ta múc đại một cái đồ cũ nào trong nhà ta để mà mình đâu có biết, ngửi lạnh. Rồi cái vật liệu mà để nấu ăn thì nó biết nó có lành mạnh hay không. Bởi vì thì phải nói là bây giờ mình cái hiểm nạn bây giờ cái vấn nạn, cái vấn nạn mà dư đường rồi dư mỡ đó, nó đang là một cái vấn đề lớn của thế giới hôm nay. Cho nên thức ăn khất thực nó rất dễ, nó rất dễ là cái nguồn bệnh cho cái vị tỷ kheo khất thực hơn là ngày xưa. Bây giờ người ta sử dụng hóa chất rất là nhiều, chưa kể là những thứ công nghệ độc hại. Cho nên ngày xưa cái đời sống của một tu sĩ phải nói là rất là giản dị. Và từ chỗ đó cho nên mình thấy ngày xưa cái vị trí của Đức Phật hoàn toàn nhẹ nhàng, và không có gì để mà một cái người có lòng tu mà có thể ham thích hết. Hôm nay mình thấy cái vị trí của Hòa Thượng Nhất Hạnh này, của Hòa Thượng Thanh Từ này, rồi của Hòa Thượng Thích Minh Châu này, những vị trí đó, những vị trí phải nên là không biết các bạn nghĩ sao, mà theo tôi được những vị trí đó nói nó hơi kỳ cục chút đó, khó nghe chút. Giờ là những vị trí đó rất dễ bị xem là vị trí bơ sữa, có kẻ hầu người hạ đi nói chuyện thì cũng có một cái ly nước riêng rồi khăn lẩm này vân vân. Mà Đức Phật từ từ đó không vậy đó, mà ông đề Bà Đạt Đa ông lại mong ngồi vào cái vị trí của Ngài, và chính từ chỗ này cho nên ông có tìm cách ông, mình nói tôi nói theo cái từ của mình bây giờ đó là ông tìm cách ông thay thế. Thì ông mới đề nghị Đức Phật là hãy chính thức giao lại cái vị trí cho ông Bà Đạt Đa đó. Thì Ngài xác nhận là Ngài có vị trí gì đâu mà Ngài giao, mà nếu mà phải giao thì cái người mà Ngài giao đó không phải là ông. Chỉ vì cái câu nói đó mà ông giận Ngài, để cách ông giết Ngài. Và ông dùng rất là nhiều cách, ví dụ như là ông thuê sát thủ, ông thuê những cung thủ, là những người bắn tên rất giỏi để mà giết Đức Phật. Rồi ông dùng cái con voi Nalagiri, là con voi mà to nhất cái thành Vương Xá rồi đó, để mà ông cho nó uống rượu say, để rồi con voi nó sẽ làm hại Đức Phật trong lúc mà đi khất thực. Cái chuyện này bà con biết rồi. Rồi ông làm rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện. Và cuối cùng thì ông mới là cái lần cuối cùng ông ra tay với Ngài đó là lăn đá, ông biết Ngài đang đi kinh hành bên dưới cái con đường núi đó, thì ông ở tự trên cao ông mới lăn tảng đá xuống để mà tảng đá đè Ngài chết. Mà dĩ nhiên vậy nó không có xảy ra. Có một điều là một tảng đá nhỏ, một cái mảnh đá nhỏ, một mảnh đá vụn từ trong cái tảng đá lớn đó nó văng ra, nó văng ra và là trúng vào cái ngón chân của Đức Phật, ngón chân của Ngài làm cho bị chảy máu. Thì lúc Đức Phật Ngài đang đi kinh hành như vậy thì Ngài nhìn, khi Ngài bị vết thương máu ra nhiều quá Ngài mới nhìn lên, Ngài thấy Đề Bà Đa đó, thì Ngài có nói một câu thôi. Ngài nói là Đề Bà Đa Đa có biết là ngươi vừa tạo một trọng nghiệp hay không? Ngài chỉ nói như vậy thôi, ngươi có biết là ngươi vừa làm một trọng, vừa tạo một cái trọng nghiệp hay không? Ngài nói làm cho Như Lai chảy máu, chỉ vậy thôi. Rồi thì sau đó Ngài về mà theo trong kinh tả đó, thì cái vết thương đó mà đối với người bình thường thì dĩ nhiên mình đi dập con chân chứ không có gì, nhưng mà phải nhìn nhận đau lắm, thì chính mình cũng bị dập con chân mình biết đau lắm. Có mấy lần tôi khiêng đồ nặng mà bị sảy tay đó, bị buộc tay đó, đau lắm. Thì Ngài cũng bị đau như vậy. Và những cái vị trời trong đó có những người phạm thiên, họ với cái tâm của họ nó họ hiểu được cái tâm của Đức Phật, họ thấy rằng Ngài đang chịu đựng cái cơn đau đó, thì họ mới xuống họ hầu Ngài. Nói cho mình bây giờ là thăm, và với cái tâm của họ, họ hiểu được cái lòng kham nhẫn của Ngài đó, họ mới đọc lên những bài kệ tán thán. Đó là chính là nội dung bài kinh mà chúng ta đang học, đó là
bởi kinh mà miếng đá vụn là như vậy đó. Ở đây thì nội dung kinh không có gì đặc biệt nha, nó có một cái vấn đề mà tôi cho là quan trọng mà mình cần nhắc sơ một chút thôi, đó là tất cả những gì mà chúng ta học được từ Phật pháp, tất cả những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta có được từ cái chuyện đi chùa hay là tiếp xúc tăng ni, thì tất cả những cái kiến thức đó, tất cả những kinh nghiệm đó, những thứ đó đó, những kinh nghiệm đó, những kiến thức đó, nó có đủ là cái nguồn lực tác động tích cực lên trên cái đời sống tu học và cái đời sống nội tâm thường nhật của chúng ta hay không? Bởi vì mình biết Phật pháp cho nhiều, mình đi chùa cho nhiều, mình tích lũy kinh nghiệm cho nhiều, nhưng mà khi mà mình gặp những chuyện nhỏ nhỏ, những cái cơn đau thể xác hay là những nỗi buồn khổ của nội tâm, những cơn nóng giận, những cái sự sợ hãi hay là những cái sự bất mãn đối với người hay là vật hay là hoàn cảnh nào đó, thì liệu lúc đó những cái kinh nghiệm kia, những kiến thức kia có giúp được gì cho mình hay không? Nếu mà không giúp được gì cho mình hết thì mình phải xét lại hai điều. Thứ nhất là cái mình học nó có ok chưa. Thứ hai là cái kiểu học của mình, cái kiểu tiêu hóa vấn đề của mình có cần phải xét lại hay không. Bởi vì phải nói rằng thì là chúng tôi cũng từng có những cái giây phút bị bệnh nhiều, bệnh nhiều, không phải nan y tuyệt kính gì hết, nhưng mà bị sốt, hoặc là những khi mình bị tiêu chảy mà nhiều lần trong ngày, hay là những lần mà mình bị đau răng, thì lúc đó mình mới giật mình nghĩ là đất ơi, bệnh này nó đâu có phải là bệnh chết người, vậy mà cái khả năng cảm nhận của mình nó quá mỏng, quá yếu, nó quá hạn chế, thì lỡ mai này mà trên giường chết mà phải đối phó với cái cơn đau mãnh liệt hơn, khốc liệt hơn, thì liệu lúc đó mình có làm chủ được cái nội tâm của mình hay không? Cái bài kinh này nó độc đáo chỗ đó, đó là bài kinh này là một cái lời kêu gọi, một cái lời kêu gọi, một cái lời nhắn nhủ, một cái lời nhắc nhở chúng ta rằng thì là tất thể những kinh nghiệm Phật pháp, những kiến thức kinh điển của mình ấy cần phải được xét lại xem có giúp được gì cho mình hay không. Bởi vì cái điều tệ nhất là mình mất mấy chục năm để theo đuổi danh lợi ngoài đời, đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy thứ hai đó là mất mấy chục năm ở trong đạo, là một tu sĩ, là một cư sĩ nam nữ, là một hành giả phi vô sự đó, thì cứ ngỡ mình ngon lành. Nhưng mà cái đáng tiếc nhất là khi mà hữu sự, khi gặp chuyện phải đối phó đó, thì lúc đó mình mới tá quả ra thì rằng là bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, thì cái hiểu của mình, cái sự mà hiểu biết của mình, cái sự tu học của mình ấy, thì ra là nó quá công cấp, là nó không giúp gì cho mình hết. Trong chú giải có kể mình nghe câu chuyện thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước Đức Phật Cam của mình ấy, thì có một ông cư sĩ, ông tu thiền trong rừng năm mươi mấy năm, cư sĩ mà không được lép gì hết, ông cứ khởi có lòng nghi ngờ, không biết là ông tu có đúng hay không, rõ không, tu 55 năm mà cuối cùng thì khởi có lòng nghi ngờ, rồi từ cái nghi ngờ đó xoay qua bất mãn, nó thì ra đó dùm đi sai đường. Kiểu như Việt Nam mình có câu ca dao là tưởng giếng sâu anh hối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc không cầm vàng. Đại khái như vậy. Thì ổng chết đi trong cái niềm tiếc nuối và bất mãn đó. Ông sanh là một con cá sấu mà trong cái đầm nước giữa rừng ấy. Thì nói như vậy không có nghĩa rằng là một cái, đó không phải là cái câu chuyện để làm dọa sợ mình, không phải. Nhưng mà có ít ra nó cái câu chuyện nó đáng để cho mình phải suy gẫm một điều, đó là bao nhiêu cái công phu tu học của mình ấy, nó phải nhắm tới một cái mục đích, một lý tưởng gì đó nó rõ ràng nha. Và mình phải xác định được là cái nỗ lực đó đó nó có thành quả ra làm sao, chứ không thể nào mà cứ học đạo cho biết được thì tốt, kiểu phong trào người ta làm thì mình làm,
thì rất là đáng tiếc. Và cái quan trọng nhất có thể đó là dầu Phật có ra đời hay không, mình có biết Phật pháp hay không, thì cái sanh cái già cái đau cái chết nó là sự thật. Mình có lý luận, có triết lý cao siêu cách mấy nữa, thì có những sự thật mà mình không thể nào mà mình phủ nhận, mình chối bỏ được. Đó chính là cái thân thể của mình càng lúc nó càng già đi, càng xấu đi, nó càng yếu đi, nó càng nhiều bệnh hoạn hơn. Và cái nội tâm của mình thì mình phải nói là nếu mà không có tu tập thì càng lúc nó càng nhiều vấn đề hơn, sống càng lâu thì nội tâm nó càng nhiều vấn đề, nó trở nên nó lì lợm, nó ngoan cố, nó chai sạn hơn, nó khó tiếp nhận hơn. Cho nên một trong những cái sai lầm lớn nhất của người tu, dầu là cư sĩ hay là xuất gia, đó là một cái lời tự hẹn với mình là về lớn tuổi tôi sẽ tu thiền. Đó là một cái sai lầm không thể nào tưởng tượng nổi, lớn lắm. Đó là một sai lầm rất lớn. Thứ nhất là mình không biết mình sống được tới già hay không. Thứ hai là ở cái tuổi mà trẻ, tuổi mình còn khỏe, đó là thời điểm tốt nhất để mà mình tu tập thiền định. Nếu mà mình có nhu cầu về Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp thì tốt, nhưng mà làm gì thì làm cũng hãy bỏ cái tư tưởng cho rằng về già tôi sẽ tu thiền. Mà tại sao không phải làm ngay bây giờ mà đợi đến già? Thì thứ nhất mình biết cái chắc là mình sống tới già hay không. Thứ hai nữa đó là một cái nội tâm mà không có được trao luyện từ hồi trẻ đó thì đến về già đó khó xài lắm. Và bởi vì nó trở nên khó dạy, nó khó dạy thì nó khó xài. Và từ chỗ đó thì trên giường chết của mình ấy, cái chuyện mà mình ra đi thanh thản tôi e là rất là khó. Và đừng có cái lòng ngơ thơ ngây cho rằng cạo đầu là tu, đắp y là tu, rồi là mình thì cư sĩ, mình có pháp danh, rồi mình có bố thí cúng dường, mình có lưu tới chùa miễu tự viện gặp gỡ tăng ni thì đó là tu. Thì tôi nghĩ rằng đó là một suy nghĩ rất là lầm, bởi vì cái đó nó chưa tới đâu hết. Một vị thiền sư nói rằng chiếc xe bò nó không chạy thì mình đánh cái con bò chứ mình đâu có đánh cái thùng xe. Thì coi chừng cái kiểu tu của mình là cái kiểu đánh cái thùng xe nhiều hơn là đánh cái con bò. Con bò là cái tâm, cái vấn đề là mình giải quyết cái tâm chứ không phải là mình giải quyết cái hình thức. Vấn đề nằm cho nó, cho nên chuyện quan trọng nhất là ngay lúc sống hay nghĩ đến lúc chết, lúc khỏe hay nghĩ đến lúc yếu, lúc trẻ hay nghĩ đến lúc già, lúc mình đang còn có điều kiện tu học hoặc phải nghĩ đến lúc không có điều kiện. Bởi vì trong tâm chi Đức Phật có dạy thế này: này các tỳ kheo, đây là thời điểm mà các ngươi, thời điểm thích hợp nhất để mà các ngươi tinh tấn nỗ lực thiền định, nỗ lực tu tập. Đó là cái thời điểm mà các ngươi còn khỏe, còn trẻ, chưa có bệnh hoạn. Đó là thời điểm mà tăng chúng chưa có chia rẽ nhau, cái thời điểm mà nhân gian chưa có chiến tranh loạn lạc, cái thời điểm mà các ngươi còn khất thực dễ dàng. Đây là những cái thời điểm mà bằng vàng mà mình phải biết trân quý. Bởi vì một ngày nào đó những cái điều kiện đó nó không còn nữa, không còn nữa, thì cái chuyện tu tập nó sẽ trở nên khó khăn rất là nhiều, lúc đó có muốn cũng không được. Các vị tưởng tượng như bây giờ mà có bị một cái chứng bệnh nào đó, ví dụ như bệnh cao huyết áp, hay là bị bệnh tiểu đường, hay là bị một cái bị sản thận, hay là bị ruột dư, hay là nhẹ nhẹ chút là bị đau răng, bị máu ngà, bị trúng mặt gì đó, làm thấy khó khăn rồi. Cách đây mấy hôm tôi có đi bộ với mấy người Phật tử, tôi thấy họ tôi nản quá, họ đâu có lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu mà đi bộ đi không nổi, đi có chút xíu mà đi không nổi. Rồi tay cầm có mấy ký, hai cái túi ni lông đựng đồ đi chợ mà cầm nó chịu không nổi. Thì tôi giật mình, tôi nghĩ trời đất ơi, tuổi này cũng trang lứa với mình mà yếu như vậy thì về sau này làm sao mà có đủ sức để mà đối phó với những cái bệnh hoạn mà trầm kha khốc liệt, sao mình chịu nổi. Mình thấy rõ ràng rằng là tuổi già nó đang gõ cửa mình. Và tôi vẫn nói hoài, mình tu sao mình để mình thấy cái quan tài nó nằm ngay trước mặt mình, chứ không phải là mình còn thấy cái quan tài nó nằm ngoài cái rừng cây là chưa có khác. Nằm ngoài rừng cây là làm sao? Có nghĩa là mình biết là mai mốt là cái chính xác là mình có nằm xuống thì con cháu sẽ lấy đống cái cây này ra rồi nó làm quan tài cho mình, thì cái đó là còn xa lắm. Còn thấy cái quan tài nó nằm ở trong những cái thân cây chưa có xẻ gỗ đó thì chưa khác. Và thấy nó là những cái quan tài đã được xẻ gỗ rồi, đã được đóng rồi, sơn phết rồi, đã được kê, đã được dựng, đã được sắp đặt sẵn là chờ khi bỏ vô thôi, thì phải như vậy mới khác.
còn thấy cái quan tài còn nằm ở ngoài những rừng cây, những thân cây chưa có xẻ gỗ thì chưa khác, phải khác như vậy. Thì từ cái bài kinh này, từ cái bài kinh mà mảnh đá vụn này, nó gợi cho mình nhiều cái gợi ý lắm, mà đặc biệt cái gợi ý mà tôi cho là quan trọng nhất, đó là Đức Thế Tôn đã ra làm sao. Trước khi xảy ra cái sự cố, Ngài đã loài người như thế nào, đến khi mà cái vết thương đó mà nó hành hạ cái thân xác của Ngài thì là Ngài rất là ok. Tứ thiền, người mà nhập vào tứ thiền thì khổ lạc không còn nữa, cái cảm giác khổ thọ khổ lạc đó, tức là lạc thọ trong chi thiền là lạc thọ không còn, mà hay lạc thọ nó vắng mặt thì khổ thọ cũng vắng mặt. Cho nên trong chú giải mới kể mình nghe câu chuyện của một vị thánh a la hán đó, mà lúc lâm trọng bệnh mà gần viên tịch ấy, thì Phật có đến thăm. Thì Ngài hỏi thì chứ có chịu nổi không, cái bệnh hôm nay có cái gì khá hơn, có dấu hiệu khá hơn hay không? Thì người ta trả lời thế này: Bạch Thế Tôn, thì đối với con thì bây giờ thì chuyện nên làm con đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác, có không có sợ hãi, không có tiếc nuối. Có điều trong cái cơn bệnh này, cái nỗi đau nó trầm kha khốc liệt, thì con có nghĩ là nếu ngày trước mà con có tu tập thiền chỉ ấy, thì có lẽ bây giờ thì nó, cái cơn đau đó, nó ít hơn hoành hành hơn, cái khả năng chịu đựng của con tốt hơn. Thì tôi không nhớ là cái đọc đó ở đâu, nhưng mà tôi có nhớ tôi có đọc cái bài kinh đó. Hy vọng mai khi mà tôi sẽ tìm lại trên cái câu chuyện đó, mà đây là một câu chuyện rất là đáng để mình bận tâm. Tức là Ngài nói là con không có gì tiếc nuối, không có gì sợ hãi, không có gì để con sợ hãi hết, vì cái chuyện nên làm con đã làm rồi. Có một điều như là nếu trước đây con có tu thiền chỉ thì bây giờ con không có bị đau đớn nhiều như vậy, tại vì cái thiền quán đó, giúp cho mình cái sự trực nhận, cái sự hiểu thấu cái bản chất của các pháp, rồi mình lìa bỏ phiền não, xét về cái mặt mà tu hành giải thoát thì thiền quán là lựa chọn số 1 và cũng là lựa chọn tối ưu, nó duy nhất mà cũng là tốt nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng thiền chỉ nó cũng có cái tác dụng đặc biệt của nó, chẳng hạn như mình thấy trị bệnh ấy là phải xài thuốc để chữa, xài đến những loại thuốc mà có cái dược tính tác động trực tiếp vào cái chứng bệnh, nhưng mà mình không phủ nhận được cái giá trị của thuốc tê thuốc mê. Thuốc tê thuốc mê nó không phải là thuốc trị bệnh, nó chỉ là một phương tiện nhỏ nhỏ trong cái quá trình trị liệu thôi. Có điều có được thuốc tê thuốc mê cũng đỡ, trong những lần chúng tôi làm răng ấy, mà chúng tôi nghĩ là nếu mà không có thuốc tê thì chắc là chỉ có chết thôi. Mà ngay cả cái lúc mà người ta chọc cái cây kim mà vô trong cái nướng của mình đó, là lúc đó tôi thấy 12 cái mặt trời nó giăng ngang trước mặt tôi, nhưng mà chỉ trong tích tắc thì khi mà nó ngấm vô rồi thì nó đỡ. Mà tôi nghe nói tới đây tôi nói chuyện tào lao để cho quý vị sợ thôi. Rồi có một lần đó, tôi đi làm răng về đó, cái thuốc tê đó trong mấy giờ ngồi nó chưa có tan hết, mà tôi về tôi đói bụng quá đi, không có gì để bỏ ở con mình, không có gì để ăn hết, đói quá. Thì tôi mở tủ lạnh tôi thấy có miếng dưa hấu, tôi có đem ra tôi ăn, mà tôi ăn lúc nó ngon quá đi. Mà sau tôi ăn rồi sau tôi nghe cái miệng nó có cảm giác gì rất là kỳ, nó có cái mùi tanh tanh nồng nồng, mà cái vị nó mặn mặn, mà nó có cái gì nó hơi đau, mà đau rất là nhẹ, rất là mỏng, cảm giác mỏng mà thấy nó kỳ kỳ. Tôi mới vào trong tắm tôi mới nhỏ ra, mới biết là nãy giờ là tôi nhai chính cái miệng của tôi. Tôi nhai hai cái vách bên trong của gò má, bởi vì nó thuốc tê mà, cho nên mình nhai cái lưỡi của mình nhai cái nói chung là cái răng nó nhai cái miệng của mình mà mình không hay thì nhổ ra máu không. Nhưng mà nhờ vì sao mình không có đau là bởi vì có thuốc tê. Ở đây cũng vậy, ở đây đó là mình thấy rằng là giới luật nó là một cái hành trang để mình trang bị, thiền định nó cũng thứ trang bị, và cái thiền quán là một thứ trang bị, kiến thức Phật pháp là một thứ trang bị, và cái sự tĩnh tâm, cái kham nhẫn, cái tinh tấn, cái hành xả, cái từ tâm nó cũng là những thứ trang bị. Thiếu đi một trong những thứ này thì chắc chắn đời sống của chúng ta có vấn đề. Một ngày nào đó khi mà đối diện với những cái hoàn cảnh khốc liệt thì dứt khoát rằng thì là lúc đó mình có thể mình sẽ tiếc nuối. Một vị thánh thì không có tiếc nuối, mà phàm thì chắc chắn là tiếc nuối. Và tôi xin nói rõ một chuyện, đó là mình làm thí chủ dân y, thí chủ xây dựng chùa chiền, đúc chuông đúc tượng ấn tống kinh sách rất là tốt tuyệt vời, nhưng mà chuyện đó chưa có đủ, bởi vì cái quan trọng nhất đó là
coi chừng. Cái công đức, những công đức đó nó chỉ là một phần nhỏ, mà nó chưa có phần nhỏ cho cái đời tu thôi, chứ nó chưa có đụng chạm mình hết, đời sống nội tâm mình hết. Ok, đó chính là nội dung của bài kinh, bài kinh những mảnh đá vụn, và trong chú giải thì không có gì đặc biệt hết. Bây giờ chúng ta học tiếp cái bài kinh tiếp theo. Xin bà con cho xin cái nội dung tiếp theo. Bài kinh tiếp theo. Okay. Bài kinh tiếp theo là bài kinh con gái của Pachuna. Pachuna đây là cái vị một vị thiên tử, một vị thiên tử, một vị thiên tử, một vị thiên tử, một vị thiên tử.